Nghe nè, sau này mấy em gặp này nè, nó kính độ dài phải không? Em dùng giống như là gọi là delete code vậy đó, giống giống nha. Coi nha, thầy ghi lại con hiểu không nha. Độ dài của 3 vector A cộng 5 vector B nó sẽ là căn của 9A bình cộng 25B bình cộng cho 3 nhân 5 phải 15 không? Thì là 30 vector A vector B. Nó giống như hẳn thức vậy đó. Thấy không? 9A bình 25B bình cộng 90 và bấm 2. Nhiêu? Hai trăm lẻ năm, tức là sai đáp án chứ sao. Lộn, em nghe máy nghe. 2 căn 31 sai đáp án em, sửa lại đi. Hình như hậu nó hỏi cái câu chapter từng trước à. Coi video vẫn không hiểu. Thế thì bây giờ điều kiện hai này vuông góc là biết không? Nhân nhau bằng không phải không? Nhân vô cái đi. Chưa, để giảng lựa luôn, đã không hiểu rồi còn mới giảng lại. Cách của Như chỉ em hiểu vậy, em cứ thì giờ em kêu Như giảng lại thử coi cái đi. Như giống cách này không? Hai cái vuông góc khó hơn, một cái vuông góc dễ. Câu này là câu dễ nha, hôm bữa chapter là thầy cho câu còn khó hơn nữa. Hai cái vuông góc, hai cặp vuông luôn chứ không phải một cặp, này có một cặp một gì sao. 25B bình là tại vì 5B, 5 vector B bình lên, 5 bình lên 25, 3 bình lên là 9. Còn này 2 cộng 2AB, này giống như A bình cộng B bình cộng 2B vậy đó. Được chưa? Xem chưa? Xong cho bà con ấy thầy giảng con sắp 6 nè. Em ghi hai này như nhau bằng không cái đi. Vector A cộng 2 vector B nhân 5 vector A trừ 4 vector B bằng 0. Ok, nhân vô. Vector A nhân vector A 5A bình phương. Vector A nhân vector B. Khoan, hay làm tắt được không? Thằng này là A nhân trừ 4B, thằng này là 2 nhân 5. Vậy là ra 6. Thằng này trừ 4, thằng này 10. Trừ 4 cộng 10 là 6. Tức là 6 vector A nhân vector B. Gần này 2 nhân trừ 4 là trừ 8 đúng không? Vậy là trừ 8 B gì? B bình bằng 0. Mà em có A bình bằng B bình đúng không? Đồng tình với cái này không? Tại vì nó chó này nè. Hiển nhiên là A bình bằng B bình rồi. Như vậy là tương đương là gì? 6 vector A trừ cho 5A bình trừ 8A bình là trừ 3A bình bằng 0.
Vậy là vector A nhân vector B là bằng 1 phần 2 A bình. Rồi, hậu hiểu chỗ nào? Cứ hỏi. Gì? Rồi, cos góc xen giữa có phải tích vô hướng chia tích độ dài không? Tích vô hướng là 1 phần 2 A bình đúng không? Tích độ dài là ra A bình, A bình, A bình viết. Còn 1 phần 2. Xong.